could be us. So back to what I was saying. Could be us. Cảnh hôn mùi mẫn của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu khiến mạng xã hội Trung bùng nổ. Phản ứng hóa học giữa Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu khiến khán giả phát cuồng. Cảnh hôn của cặp sao đã chiếm vị trí cao nhất trên Hot Search Weibo tối mùng 5 tháng 6. Bộ phim truyền hình cổ trang Mộng Hoa Lục do Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đóng chính đang trở thành tâm điểm thu hút người xem và nhận được nhiều phản ứng tích cực. Ngay từ thời điểm mới phát sóng, bộ phim đã chiếm được vị trí cao trên bảng Hot Search Weibo, cả bảng chung và bảng giải trí với lượt tiếp cận khủng. Chủ đề cô gái thôn quê Lưu Diệc Phi có tới gần 700 triệu lượt đọc. Những từ khóa khác liên quan đến dàn diễn viên, diễn xuất, bối cảnh, góc quay, màu phim cũng trở thành đề tài hot. Ấn tượng hơn, trong ngày mở điểm đo bình, một trong những trang web đánh giá phim phổ biến nhất của Trung Quốc, Mộng Hoa Lục, đã đi từ 8.3 lên 8.8 điểm chỉ trong vòng một buổi sáng với hơn 200.000 lượt đánh giá. Điểm đo bình của phim cũng là điểm số cao nhất khi mở điểm của các tác phẩm trong dàn tiểu hoa đáng sinh năm 1985 10 năm trở lại đây. Sau 4 ngày lên sóng, lượt xem trên Tencent của phim đã cán mốc 500 triệu. Tối ngày mùng 5 tháng 6, nụ hôn mùi mẫn của Triệu Phán Nhi, Lưu Diệc Phi và Cố Thiên Phàm Trần Hiểu đã vụt lên, đứng vị trí số 1 ở bảng chung và bảng giải trí Hot Search Weibo. Dù chỉ là trailer nhưng phân đoạn rực cháy của hai diễn viên đã khiến mạng xã hội Trung bùng nổ. Nhiều ý kiến khen ngợi phản ứng hóa học của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu. Cả hai đều là những người bạn đồng niên, rất hợp với dòng phim cổ trang và lần đầu tiên hợp tác. Một điểm thú vị, hai ngôi sao đều đóng thần điêu đại hiệp, nhưng Tiểu Long nữ Lưu Diệc Phi là bản phim năm 2006, còn Dương Quá Trần Hiểu là bản 2014. Đặc biệt, tạo hình của Lưu Diệc Phi được khen ngợi vì vẫn giữ được sự tiên khí của thần tiên tỷ tỷ năm nào. Không chỉ khán giả, giới phê bình phim cũng dành lời đánh giá tích cực cho Mộng Hoa Lục. Nhà phê bình giải trí Nam Phong nhận xét, đây có thể là bộ phim cổ trang kịch hay nhất trong 5 năm qua. Lưu Diệc Phi cùng Trần Hiểu đã rất thành công khi thổi hồn vào phim này. Cốt truyện logic không đi vào những tình tiết nhàm chán, công nghiệp như phim ảnh Trung những năm gần đây. Mộng Hoa Lục là tác phẩm đánh dấu 16 năm trở lại phim truyền hình. Trong phim, mỹ nhân 8X vào vai Triệu Phán Nhi, một người có khả năng múa, pha trà điêu luyện và là chủ quán trà tài sắc tại Hàng Châu. Trần Hiểu vai Cố Thiên Phàm là người văn võ song toàn, con của quan lớn. Cả hai bắt đầu từ oan gia ngõ hẹp và dần đồng cảm, thấu hiểu rồi cùng đồng hành, xây dựng hạnh phúc.